Ok anh em thì hiện tại là hôm nay là tụi mình đang có một chuyến tour nho nhỏ anh em ha. Thì đợt này đi tour cũng hơi đông một xíu, nó khoảng mười mấy xe lận. Bên kia, bên đường bên kia kìa. Thì mình sẽ đứng ở bên này cho an toàn ha, đưa đít vào trong. Tại vì hiện tại cái bô của mình là mình móc theo kiểu dạng vô tăng rồi. Cái đít nó đưa ra ngoài không à. Hơi căng một xíu. Thì hôm nay là anh em sẽ có một cái chuyến tour, đó là anh em sẽ đi tour ở bên Hồ Tràm, Hồ Cốc á anh em. Nhưng mà anh em sẽ đi đêm và anh em mình sẽ đón Bình Minh vào buổi sáng ha. Thì rất là lâu rồi mình với lại anh em cũng chưa có một cái dịp nào để đón Bình Minh vào buổi sáng hết. Thế là hôm nay thì mình quyết định là mình với anh em sẽ đi vào khung giờ đó để đón cái Bình Minh vào buổi sáng. Và tụi mình sẽ dự tính là bào về lúc khoảng 7 giờ sáng sớm ngày mai anh em ạ. Ok, thì bây giờ là mình đợi thêm một số thành viên nữa ra thì mình sẽ bắt đầu chuyến tour này anh em ha. Ok, thì tình hình là bây giờ là anh em mình sẽ bào đi ha. Thì cái giờ này hơi hưu, thì mình đang ở ngay khúc gì ta, ngay khúc vòng xoay gì đó mình quên rồi, nhưng mà cái khúc này nó hơi đông công an anh em ạ. Tuy nhiên mình tới đây mình quên mất tiêu tên đường ta. Hơi hưu thì hôm nay nó cũng khá là đông ấy. Nói chung là cái tour này là cái tour mà bảo đêm anh em ạ. Nó cũng vui nhưng mà hơi hưu một xíu. Ớn lắm. Mình á là mình sẽ là người chốt đoàn anh em. Nói chung là mình là người chốt đoàn thôi, chứ không phải là người dẫn đoàn. Mà đợt này là mình đang dẫn. Tại vì mình phải qua được cái khúc này đã, mình mới kiếm một chỗ nào đó để mình dừng lại, mình đợi anh em chứ. Nếu cái khúc này mà dừng ở đây là chỉ có ti thôi. Đông lắm, công an đây họ đông lắm. Hình sự đồ này nọ nữa, cũng hơi ghê á. Tại vì mình chơi xe độ mà anh em. Chơi xe độ thì mình hơi sợ mấy cái đấy xíu. Nói chung là mình cũng chả làm gì phạm pháp đâu, nhưng mà mình chơi xe độ thì nó hơi ghê một xíu thôi. Sợ mấy anh nghĩ này nghĩ nọ á. Ok, là cái tình hình là ở trong Ben nó có một bạn bị hư xe anh em. Bạn đó chưa quay, nó bị hư xe thì anh em phải đứng đợi á. Anh em đang đứng đợi bạn đó. Thì trong nhóm ai cũng đi kính hết anh em ạ. Hai kính. Một kính. Hai kính. Ai cũng đi kính hết, có mình là đi không kính thôi. Bị hư xe. Có ai té không? Không. Con nãy kia con nào té mà? Không. À, đi mà không đợi ai hết. Không phải bị lạc nè. Anh đi đường bên kia đúng không? Anh đi đường bên kia đúng không? Ờ, anh gọi em bảo đi đường. Kim mối đúng không? Anh kim mối đúng không? Ê, lên trên kia, dùng lên kia. Đi up bây giờ mấy ông. Ok, chào anh em chuẩn bị khởi hành đi thôi anh em ạ. Đủ rồi. Đi mà nó mặc full ống, mặc full giáp. Trời ơi. Chịu thật. Thôi bây giờ là nói chung là nó sẽ có những cái trải nghiệm á anh em. Anh em chỉ cần đi mà. Má mồ nó ồn quá nhỉ. Chưa cả tâm sự gì hết. Là nói chung là những con xe những có những cái trải nghiệm á. Kiểu tuổi trẻ là chỉ có đúng một lần thôi anh em ạ. Không có lần thứ hai đâu. Nhiều lúc á, mình rất là vui. Tại vì trên kênh YouTube của mình á, có rất là nhiều bạn, nhiều anh lớn tuổi á, là xem clip của mình. Trong team này á, hầu như là anh em nào cũng xem clip của mình hết. Đợt đấy á, là mình không biết là cái team này đâu. Nhưng mà anh em xem clip của mình á, khi mình qua chơi thì mình biết. Đó. Hầu như là cũng có những anh em khá là lớn tuổi xem clip của mình. Mình cảm thấy khá là vui á, tại vì cũng được những người, những ông anh lớn á, ông ủng hộ mình. Đó. Thế ha. Chung là xe, ông xe mình, mấy xe này là bô xăng lửa. Còn cái xe leo ngắn đó là 65 zin. Đó.
và xe anh đi trước là 63. Nói chung là xe trong đoàn thì hầu như là sổ rồi, nhưng mà sổ lái á, sổ vô sức lỡ thôi ạ. Dạ ok anh ư, khai báo y tế rồi đi, vô khai báo y tế rồi đi. Mình đi mấy người? Dạ mình đi khoảng 15 người ạ. 15 người ạ, báo một người được không anh? 15 người hả? Dạ. Trong đây là bao nhiêu người? Trong đây là cũng gần 10 người. Trong sắp xong vậy thì chia ra hai nhóm đi, một nhóm 5 người, một người. Đúng rồi, chia nó tại vì anh dừng. Thì chia một nhóm 5 người đi, một người khai nhóm. Dạ một người khai 5 người đúng không ạ? Không, tại vì dạ. Nhà em luôn thì khai một người thôi. Thì cứ một người đại diện cho 5 người. Đây đại diện cho em nha, em điện thoại happy rồi. Em đi khai chung với thằng này rồi đi. Còn khai chung lại là lấy cái giấy đã tiêm hai mũi ra đây. Một là giấy hay là áp. Em giấy cũng dục nhà luôn rồi. Dục về nhà, giờ phường cho nhà lấy. Để em khai báo trên app. Rồi một. Khai báo được cái hai mũi vô, đưa hai mũi vô. Hai trên hai mũi vô. Chia ra nhóm 5 người nha. Giờ cho em đi. Bây đợi em xíu em lấy cục sạc cái má, chết rồi. Tiêm đâu anh, đâu anh chưa, anh giờ điện thoại hết pin nè. Ok anh em, thì cái tình hình là anh em lên bên trên đó là anh em nhớ để lại cái sổ bảo hiểm sức khỏe nha anh em. Tại vì mình khai báo như thế này nè là mình khai báo bằng sổ bảo hiểm sức khỏe. Cái gì sổ sức khỏe điện tử chứ không phải là khai báo bằng PC Covid nha. Mình không biết nữa, nhưng mà nãy mình vào PC Covid đó, nó không có hiện chữ hai mũi đấy, đã tiêm mà làm hơi lâu á, cho nên anh em đi trước rồi, mình đi sau. Ok thì bây giờ là mình tiếp tục cuộc hành trình thôi ha. Mình vào ra ngoài bầu trắng tiếp, bên ngoài ngoài bên ấy tiếp ha. Ok. Tình hình là giờ còn một mình ở đây anh em ạ. Mình vừa thay pin GoPro xong. Sợ vãi. Nhìn cái đoạn đường vắng hoe anh em, không có ai luôn á. Hơi rung. Thôi đi thôi. Đoạn đường này mà đêm cũng có người nữa hay ta, nó vắng hoe à, sợ còn chết luôn đó. Đường này nó vắng lắm anh em ạ, nếu mà anh em mà đi Hồ Tràm vào khung giờ này thì ô có xương luôn này. Mưa hay sao anh em ạ, à vãi cả khói ạ. Mình cứ tưởng xương thì tình hình là Hồ Tràm, mình đã tới khu vực Hồ Tràm rồi nhưng mà tối lắm. Cái đẹp quá ha. Nhưng mà tối lắm á, không có quay cái gì cho anh em xem được. Với lại xe của mình á, hiện tại là mình không có đánh nhanh được. Hiện tại là xe của mình nó đang bị róc đầu do mình đi lại cái cây Mojin anh em. Mojin móc nó bị róc đầu. Cái thứ hai là cái bơm xăng của mình hiện tại nó đang bị hư á. Nó bị hư ở vòng 9.000 anh em. Là tới 9.000 tu thì nó bị hư, nó không có dyno được. Hôm nay mình qua bên anh Leo, mình dyno thì anh Leo anh bảo là cái kim của mình bị hư rồi. Đâu, cái bơm xăng của mình bị hư rồi. Thì bây giờ là phải thay một cái bơm xăng lớn hơn. Đâu, anh bảo là thay bơm xăng zin. Chạy cái bơm xăng zin. Với lại đi cái kim lớn hơn một xíu là ok. Chứ cái bơm xăng độ này nó hay chết quá.
nó hay bị chết đó. Đó thôi thì cứ ngang leo đi ha, mình cũng không biết được bao nhiêu mã nữa, nhưng mà hôm nay mình mai là ngày mai mình chạy về là mình đi có đi ngang qua Long Khánh. Thì Long Khánh là cái nơi của ông nội Duy ở, ông Duy ở. Thì ngang qua đó thì mình qua mình hạ tỷ số nén ở đầu xuống luôn, chứ nếu mà đi kiểu này róc đầu nghe sót máy quá. Ok anh em ha, thì bây giờ là mình chạy tới khu của ông anh mình ha. Thì mấy người đó chạy trước rồi, mình ở lại mình thay bingo rổ thì là mình đứng lại. Nhưng mà thực sự nếu mà đi một mình cái này nó hơi ghê anh em ạ, nhìn nó ghê vãi trưởng, trước sau không ai này, tắt đèn đó. Đấy đấy đấy, một mình một ngựa luôn. Thì cái tình hình là hiện tại là anh em mình đã tận biển rồi anh em ạ. Đây là khúc biển nè. Ok thì tình hình một xíu nữa là anh em mình đã đốt được lửa rồi hai anh em ha. Nhảy là lửa lên chắc luôn. Nhảy đi. Bây giờ này anh em, 5:30 sáng rồi anh em ạ. Thì đây là khung cảnh biển ở ngoài Hội Tràm ha. Thì bên này là nó chưa có thức nè. Bên này là khúc mà phía tây hả, mà mặt trời biển là phía tây đúng không? Nó cho mình cảm giác khá là bình yên thôi anh em ạ. Đẹp quá ha. Ở đây á, cái nước nó khá là sâu anh em, mình không có tắm được. Khi mà mình tắm á, thì nó sẽ gặp những cái đá ngầm á, nó hơi nguy hiểm một xíu. Hôm qua nước lên tới đây luôn nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Wow. Đã quá nè. Những anh em ở Sài Gòn nó thực sự là rất là thích cái kiểu cảnh này luôn đó ha. Hầu như mà là mình đi biển á, nhưng mà cái biển này sóng này lớn quá thì ghê quá. Cái này mà mình đi ra đó sợ là mình cuốn ra ngoài kia luôn, cho mình nó cuốn mình ra ngoài kia luôn quá. Khúc bên này là cái hướng này là đợt đấy là mình có đi Bầu Trắng một lần rồi anh em nhớ không? Đẹp quá ha. Còn khúc ở bên này thì mình không biết, nhưng mà khúc ở bên này là khúc Hồ Tràm, Hồ Cốc, nhưng mà nó thuộc dạng giống như là chưa có ấy á. Bắt được gì không phải? Bắt được gì không anh? Bắt được gì không? Đâu? Bắt được có con à? Con bự mà. Bây giờ thì chắc là mình sẽ cởi đồ rồi mình xuống mình tắm biển rồi anh em ha. Đâu? Thì bây giờ là anh em sẽ khởi hành về ha. Thì trong chuyến đi của mình là nó sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ hơn. Tại vì mình không biết là sau này tầm khoảng 1 tới 2 năm nữa thì mình có thể mình ra mình đi lại cái này nữa. Thì tầm khoảng mình mới khám xong mà chưa biết là thông tin là như thế nào nữa anh em, tại vì nó có 2 đợt khám lận. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi ha. Bây giờ là khoảng 6 giờ rồi anh em. Bây giờ là anh em chuẩn bị đi về thôi.
xuống.